2. Chào cả nhà. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 3 2022, cô giáo Mai Lan và thầy Cúc Lợi, Mỹ Phước, Bến Cát xin đọc và ngâm bài thơ của một học sinh tài năng âm nhạc Lê Chí Bảo, học sinh lớp 8 ở Bến Cát. Việt Nam đất nước kỳ tài, có vua Lê Lợi xứng tài non sông, cùng với sự tích Hoàn Gươm, rùa vàng đem trả thuận thiên cho trời. Việt Nam nhiều lắm kỳ quan, có chùa một cột với đền Ngọc Sơn. Tôi yêu đất nước Việt Nam, rừng vàng biển bạc, Bắc Nam chung lòng. Chùa một cột với đền Ngọc Sơn. Tôi yêu đất nước Việt Nam, rừng vàng biển bạc, Bắc Nam chung lòng. Cả nhà bình an, vui khỏe, hạnh phúc.